Botanical Garden. Botanical Garden nha. Ủa sao hay? Đó, đi 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 ngược lại mình đi đi lộn được rồi. That was the same year as the Beatles. Đi lộn đường rồi. Hai ngư quay qua coi hai ngư. Yeah.
Hả? Sao mình bữa nay mình đi lộn hoài vậy? Mình đi lộn đường nữa rồi. Mình đi lộn đường nữa rồi. Trời không đến nỗi lạnh nữa con. Not too bad to be walk around. It's nice. Sao đi qua đó được mà. Như quẹo vô đây đi con. Quẹo vô đây đi qua đó đẹp quá con. Was the first year they celebrated New Year's Eve in Times Square. Look it up, the answer's out there, ladies and gentlemen. The first young one to come up to me with the correct answer wins the prize. Again, what was the first year they celebrated New Year's Eve in Times Square? Does somebody know? No, not 96. 1904 is correct. That is the winner right there, 1904. 1904 was the first year they celebrated New Year's Eve in Times Square. Nicely done. We got some more questions with some more answers. Coming up soon.
This way, this way, this way. Đi đường nào nữa? Không đi đâu thao hả? Đi coi check it out New Year rồi mình ngày mai mình còn được nghỉ nữa mà. Đi về ghé Night Market 11 giờ mới đóng cửa luôn. Dần sớm mà nãy giờ mình đi mất có nửa tiếng. Phải nãy cái vòng tròn đó mình đứng không vậy? Phải nãy cái vòng tròn đó mình đi ngang không vậy? Rồi mình đi giáp rồi đó hả? Is the winner right there, 1904. 1904 was the first year they celebrated.
New Year's Eve in Times Square. Nice. Đây là đón New Year ở Phật nha. Đi ba bên phải hồi rồi quay ra. Cái gì tới? World Tour. Cậu Vũ cắt tóc đẹp trai ha. Cậu Vũ cắt tóc đẹp trai. Bà ngáo. Bữa này như có đi rồi đúng không? Đi rồi. Kéo chân. Kéo đậu một cái quan lậu quá. Đậu lậu. Đậu khùng. Lán lậu nói giờ giờ đóng cửa luôn rồi. Mua xong nào mua mà. Mua xong đóng cửa luôn rồi nó xạo. Bây giờ đóng rồi. Yeah.
sân bắn phá này. Có kìa. Có đây không? Ở Mỹ lẻ bị que. Bữa con với cậu Tài đi chạy cá hả? Có không? Có con cá nào không? Có mấy con cá đấu. Bữa rồi. Cá đấu bụng. Dạ. Ủa sao cá đấu ăn với lạnh nhất? Gì hả? Có trứng không? Có trứng. Tại nó biết làm á. Gặp cậu làm cái đi ngon chứ. Cậu là con đánh chiên. À, chiên sốt chua ngọt. Chiên nó ngon hơn. Nó gói nha. Hấp nó lăn lực nhất à. Tùy theo con mà hấp chứ không phải là con nào cũng hấp đâu. Ồ, một gừng. Đào Thao xin biết là bird nha. New Year năm nay, New Year Eve sao nghe nó quiet quá, nó chưa có nhộn nhịp gì hết trơn hả? Sài Gòn Lao là của Việt Nam à. Đây, tiệm ba khoai bắc này. Ở đông. Nè. Chủ quán ba của cái mình nhà anh. Nè, on the left nè. Đó. Yes, you say khoai bắc. Rotate people đây nha. Rotate people đây. Này quá trời quá.
nhanh nha, để anh thân hỏi nổ rồi. Mày lên trên.